Trung Hoàng chào tất cả các bạn đã đến với kênh anh em Trung Hoàng. Mọi người ơi, bây giờ Trung Hoàng đi quay ở cạnh lễ hội đền Côn, bây giờ đã về tới nhà để cắt ghép video, mời mọi người và các bạn đón xem nha. Video ở lễ hội đền Côn rất tuyệt vời, nhưng mà các bạn ơi, xem các cái video của anh em Trung Hoàng, hơn nữa thì lễ hội đền Côn rất dài, cho nên anh em đã bàn luận mỗi buổi á là Trung Hoàng sẽ làm một video, vì nếu mà làm trong ngày hoặc từ đầu chí cuối của lễ hội thì chắc chắn là rất dài, nên rất mong mọi người xem video, rất mong các bạn đừng tời nha, vì một cái video như vậy của một cái buổi á, tức là buổi sáng buổi chiều ngày 13 này, rồi buổi sáng buổi chiều ngày 14 này, rồi buổi sáng buổi chiều ngày 15 này, rồi buổi sáng buổi chiều ngày 16, mỗi video thế này là một buổi nha. Còn hôm nay Trung Hoàng sẽ cắt ghép video của buổi sáng ngày 13 tháng 2 năm 2024. Còn nội dung của các cái video của lễ đền Côn, anh em Trung Hoàng chia thành 8 phần nha. Mong mọi người và các bạn đón xem, cảm thấy video của mình rồi của lễ hội đền Côn cảm thấy hay thì cho anh em Trung Hoàng xin thật nhiều bình luận để anh em Trung Hoàng biết là cái nội dung đó, để tiếp tục quay các cái video để mời mọi người và các bạn đón xem. Còn video này là của nội dung của buổi sáng ngày 13 tháng 2 năm 2024. Còn các buổi sau mời mọi người và các bạn xem tiếp, tức là 8 phần, mỗi phần Trung Hoàng sẽ cắt ghép lên mỗi video của từng ngày một, tức là hôm nay là ngày 13 hai video, ngày 14 hai video, ngày 15 hai video, ngày 16 hai video. Mong mọi người và các bạn đón xem tất cả các video xuất, tức là anh em Trung Hoàng tải lên, nếu như hình ảnh mọi người và các bạn cảm thấy hay thì rất mong các bạn cho anh em Trung Hoàng cho video xin một bình luận, mà rất quan trọng nhất là anh em Trung Hoàng mong muốn các bạn cho một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất ở lễ hội đền Côn, và cho anh em gửi lời hỏi thăm, cầu mong sức khỏe mọi người và các bạn ở trong video mà Trung Hoàng đã gặp tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ là cái cổng chính vào đền Côn nha các bạn này. Đây các bạn thấy cái cổng chính vào đền Côn này. Đó. Đây rồi. Rồi các bạn đã thấy chưa? Tức là cái cổng chính đấy các bạn này. Đấy nhá. Các bạn cùng có mặt đây à? Các bạn.
Vâng. Anh nhà chào chào tất cả kỳ ấm nha. Đây. Thôi bây giờ các bạn ơi, đây bây giờ là ở ngay cái lễ hội đền cuốn này này, anh em Trung Hoàng hiện đây đã có mặt này, rồi là phó canh đằng luôn nè, rồi diễn viên Hoàng Thơ này, rồi diễn viên Bích Khởi, còn diễn viên Phan Đức thì đứng cầm cái máy quay điện thoại để mà quay tất cả hình ảnh ở đền cuốn này với các bạn này. Bây giờ tao vào ở trong này, tao quay một số cái cảnh này. Đấy. Vâng, trong gần lên gạo mà. Đây à. Đây các bạn ơi, đây là lễ hội đền cuốn ở huyện Diên Châu đấy các bạn này. Đây các bạn thấy không? Và các bạn ơi, đây là anh em nhóm YouTube của Trung Hoàng, kênh Hội Cựu chiến binh đây các bạn này. Đây là phó kênh đằng luôn này nha. Đấy là diễn viên Hoàng Thơ này, rồi diễn viên Bích Khởi này, rồi là diễn viên Phan Đức. Báo cáo với các bạn là diễn viên Phan Đức đang phát cái máy VTV1 này để quay các cái hình ảnh nét để mời mọi người và các bạn đón xem của cái ngày lễ đền cuốn nha, lễ hội đền cuốn này. Đây các bạn ơi, bây giờ Thông Hoàng sẽ lên lấy các cái cảnh lễ hội đêm cuối mời mọi người các bạn đón xem nha. Đây. Đây các bạn này. Bây giờ anh em Thông Hoàng đã có mặt trước sân khấu đây các bạn này. Đấy, tức là trước sân khấu để Thông Hoàng quay điện thoại lại để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Các bạn ơi, đây anh em Trung Hoàng hiện nay là đứng ở cái sân khấu để giới thiệu cái lễ hội đền cuốn. Tức là bây giờ cũng đã gần 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2024 đến mọi người các bạn. Tức là hơn 7 giờ của ngày 24 ngày 13 tháng ngày 13 tháng 2 năm 2024 đến mọi người các bạn nha. Đấy bây giờ đây này, các bạn thấy không? Tức là người dân đi tức là người dân đi dự lễ hội đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, thế là anh em nhóm YouTube của Thông Hoàng bắt đầu gặp những
gặp những khán giả đang đi dự đại hội. À thầy ơi, cái này này, hôm nay là cái ngày 13 này, thay mặt nhóm YouTube thì chúc thầy nha về các cái đồng nghiệp của thầy sang năm mới, tức là hôm nay là cái ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức là đứng với Thúc Hoàng là thầy giáo ở Hoàng Quân, thầy giáo Hoàng Quân này. À đây, tức là thầy giáo Xuân Hoàng này. À, mời các mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Tôi thay mặt nhóm YouTube của Nam Nữ Đình Quân. À thế à? Thế quá tuyệt vời đấy. Đấy, các bạn ơi, nếu như mọi người và các bạn nếu có nhu cầu hâm mộ thể thao thể dục thì gặp thầy Quân này nha. Rồi là thầy Hoàng cho các bạn nha. Đấy, thế là thầy Quân với thầy Hoàng đã có mặt ở trên TV hơn rồi, đã lưu cái một cái hình ảnh tuyệt vời ở trên kênh YouTube Hội Cựu Chiến binh của bác Thu Hoàng nha. Rồi đó, tôi chào hai thầy nha. Đây các bạn thấy không, hai thầy giáo đấy. Đây, hai thầy giáo đấy các bạn nha. Đấy, bây giờ Thu Hoàng sẽ đi quay các cái cảnh khác để mời mọi người và các bạn đón xem tiếp nha. Nè các em ơi, nè em ơi, bây giờ gọi là ta vào ở trung tiêu hồi nãy cái cả á. Không. À, các bạn ơi, đây là anh em của kênh YouTube để cháu ơi thay mặt nhóm YouTube của bác Thúc Hoàng nha, Hội Cựu Chiến binh đấy. Đúng rồi, quá tuyệt vời, để mà lấy cái hình ảnh mà làm cái kỷ niệm nha. Các bạn ơi, đây bây giờ Thúc Hoàng với anh em Hội Cựu Chiến binh kênh YouTube để lấy các cái hình ảnh. Hôm nay Thúc Hoàng thì gặp hai chị ơi, thế à, hai chị quê ở đâu? Quê ở Diễn An, Diễn Châu đấy luôn. Diễn An, Diễn Châu đấy. Dạ. Hôm nay nhóm YouTube của Thúc Hoàng thì lấy một cái đoàn video ở chùa ở lề cái lề hội Linh Quân để làm cái kỷ niệm. Thế là hai chị lại xuất hiện ở trên TV này, ở trên kênh Hội Cựu Chiến binh của anh em Thúc Hoàng nha. Dạ. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của anh em cựu chiến binh của bác Thúc Hoàng chúc hai chị nha, rồi là đi dự lễ vui vẻ nha, rồi sang năm mới cầu ăn sức khỏe nha. Đây nha. Rồi chào tất cả hai chị em nha. Các bạn ơi, bây giờ anh em YouTube Thúc Hoàng để tiếp tục quay những cảnh khác để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đây nha. Này tất cả mọi người ơi, nếu mà xem video của cái lễ hội đền Cuốn á thì chương trình rất dài, cho nên rất mong các bạn là xem lần đầu đừng có tới nha. Nếu mà tới là thay mặt nhóm YouTube bác lấy cho bác cái tay rồi. Hơn nữa là thế là cháu ơi, cho bác hỏi tí để kéo dài video để làm cái kỷ niệm á nha. Thế cho bác cũng hoàn hỏi cái, tức là hôm nay là cái lễ hội đền Cuốn, các bác YouTube kênh anh em Thúc Hoàng là lấy một số cái hình ảnh người tốt việc tốt để đưa lên cái video ở lễ hội đền Cuốn cháu ạ. Nha, thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube bác chúc cháu này cho toàn bộ tất cả các cái du khách đến dự hội lễ hội đền Cuốn cầu ăn sức khỏe nha. Rồi nha. Nha. Không.
Thôi nè. À, các bạn ơi, để là hôm nay nhóm YouTube của anh em Cung Hoàng đánh hội cựu chiến binh đi dự lễ hội Tiên Quân, cho nên đây các cái khán giả chào chị nha. Thế là tức là hôm nay cũng là ngày 13 tháng 2 năm 2024, anh em nhóm YouTube của Cung Hoàng đi lấy một số hình ảnh người tốt việc tốt để đưa lên TV hơn ở trên kênh YouTube của anh em Cung Hoàng mọi người các bạn nha. Rồi nha, chúc tất cả chị em đi dự lễ hội đến cũng vui vẻ nha. Vâng. Đây các bạn ơi, thế là anh em, đây các bạn, Cung Hoàng sẽ quay một số du khách đi dự lễ hội đến cũng nha. Đây là chào chị nha. Thế là chị đã lên TV này, rồi đã lên kênh YouTube của bác anh em Cung Hoàng để làm kỷ niệm nha. Anh nha, chúc đây, chúc vâng chúc tất cả các anh nha, rồi là dự lễ vui vẻ nha. Đây tức là đây là trình viên Hoàng Thơ này ở trong kênh YouTube của Cung Hoàng này, rồi là đây là các anh con này, đó là phó kênh này, đây là trình viên toàn bộ kênh của anh em Cung Hoàng, tức là 11-12 trình viên rồi nha. Thôi một lần nữa nha, thật thay mặt nhóm YouTube của kênh hội cựu chiến binh của anh em Cung Hoàng, chúc anh dự lễ hội vui vẻ nha. Đấy nha, chúc anh nha. Rồi nha, lần nữa nha, chúc anh nha dự lễ hội tuyệt vời nha. Vâng thôi chắc em bấm quay tiếp thêm mấy cái cảnh này để lấy cái hình ảnh cho tất cả mọi người lưu ở trên kênh của mình nha. Bây giờ Cung Hoàng sẽ đi các cái điểm khác mọi người thấy bạn nha. Anh nha. À, các bạn ơi, tức là khán giả này, rồi là bây giờ nếu như các bạn mà đi lễ hội Tiên Quân thì nên vào ở cái quán giải khát đây. Chị tên là gì chị? Quán Nhâm Tâm. Chị tên là gì ạ? Đây tức là bạn Hương đang phục vụ tất cả mọi người đi lễ hội Tiên Quân nhá. Thôi thay mặt nhóm YouTube rồi là chúc cho chị phục vụ lễ hội Tiên Quân vui vẻ nha. Rồi gặp nha. Nha. Thôi các bạn ơi, bây giờ anh em Cung Hoàng sẽ đi quay các điểm khác nha. Để ta đi ra ngoài đây. Đây là điện thoại ở đây không? Các bạn ơi, bây giờ Cung Hoàng sẽ đi. Các bạn ơi, bây giờ đúng là ở trung tâm lễ hội Tiên Quân nha các bạn nè. Anh nhà các bạn ơi, này, tức là các du khách đi dự lễ hội Tiên Quân nè. Cháu ơi, hôm nay là thay mặt nhóm YouTube của bạn Cung Hoàng nha, cũng đi tham gia dự lễ hội Tiên Quân thì gặp cháu đây. Là thế là hình ảnh của cháu, nay cháu này, hình ảnh của cháu lưu ở trên TV hơn là trên kênh của hội cựu chiến binh của bạn Cung Hoàng nha. Rồi, để các bạn ơi. Đây, bây giờ các bạn này, các bạn đây muốn đẹp, đây muốn đẹp thì vào đây này, đây bắt vào tay nha, đây muốn đẹp vào đây nha, đây nha, đây chị em ơi, đây muốn đẹp phải vào đây nha, tức là lên sóng TV này, lên ở trên kênh hội cựu chiến binh của Thu Hoàng đây nha, để làm cái kỷ niệm nha, đây chúc tất cả
chị em nha. Bây giờ, à, các bạn ơi, bây giờ Trung Hoa sẽ bắt tay từng du khách đi dự lễ hội đền Côn nha. Đây đây nha. Cảm ơn thầy cô. Chúc tất cả các anh nha. À, có cái du cây Phan Đức ơi là tham gia hỗ trợ ở diễn viên của kênh YouTube của Trung Hoa của anh Phan Đức cũng đam mê cái này. Tôi là chào chị nha. Để các bạn thấy không? Tức là du khách, tức là cái dự lễ hội đền Côn mà hôm nay đã lên ở trên kênh YouTube của Trung Hoa để cập nhật lên TV cho mọi người các bạn nha. Thôi một lần nữa chúc tất cả mọi người tham dự lễ hội đền Côn vui vẻ nha. Đây nha các bạn nha. Đây các bạn ơi, bây giờ Trung Hoa đây, tức là đây các cái cầu thủ chuẩn bị đánh bóng chuyền để cho tất cả mọi người cùng xem này. Bây giờ thay mặt tổng YouTube của bạn nha. Đây thôi nha, tức là các cầu thủ này, các cháu là cầu thủ đúng không? À, cho quá tuyệt vời. Thế là chúc các cầu thủ tức là đánh bóng chuyền thôi, trong người là lên cái hình ảnh của kênh YouTube của các bạn Trung Hoa nha. Vâng, chào các cháu nha. Đây, chào chúc tất cả mọi người nha. Đây các bạn thấy không? Các cái cảnh tuyệt vời không nha? Các bạn thấy không? Đấy, mấy hôm ở chùa Cổ Am, nhưng mà hôm nay thì gặp ở cái lễ hội đền Côn, kênh anh em YouTube Trung Hoa đã lấy một số hình ảnh của tất cả các du khách đi dự lễ nha. Chúc chị nha, chúc chị vui vẻ nha. Đây các bạn ơi, đấy, bây giờ anh em phải lấy các cái hình ảnh tuyệt vời để mời mọi người và các bạn xem cái lễ hội đền Côn ở huyện Diễn Châu của quê hương Trung Hoa nha. Đây các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy nha. Các bạn thấy bây giờ ta đi sang các cái cảnh khác rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, bây giờ anh em Trung Hoàng bắt đầu là tiếp tục về kia. Đây là chào hai chị em nha. Chúc hai chị em tham dự lễ đền Côn vui vẻ nha. Đây, à bé à. À, anh ơi, đây là hôm nay là nhóm YouTube của anh em Trung Hoàng đi ghi một số hình ảnh đẹp ở lễ hội đền Côn. Thế là anh lại được cập nhật lên TV hơn rồi, có xuất hiện ở đúng kênh YouTube của anh em Trung Hoàng nha. Vâng, đây cả mọi người nha. Đây. Ôi, chào tất cả anh em nha. Đây là hôm nay là anh em nhóm YouTube của Trung Hoa là đi lấy một số hình ảnh lễ hội đền Côn. Thế là anh được cập nhật lên TV hơn ở trên kênh Trung Hoa nữa nha. Chúc anh xem đón lễ vui vẻ nha. Đấy, mọi người khán giả, bây giờ Trung Hoa. À thế à? À, sau cái này lấy hình ảnh rồi. À, thôi một lần nữa nha. Thay mặt nhóm YouTube bác chúc anh em rồi là tham dự lễ hội đền Côn vui vẻ nha. Đây nha, đây nha, không nhưng mà có cái mặt tay để kéo dài video để mình lấy kỷ niệm nha. Đây nha, lấy kỷ niệm thôi, nhưng mà tất cả mọi người xem video lần đầu tiên rất mong các bạn đừng tới sau lần thứ hai, nếu mà phát hiện hình ảnh của mình đến đâu thì mình xem để lấy hình ảnh để mà làm kỷ niệm anh nha. Vâng, bây giờ một cái chương trình lễ hội thì cũng rất dài, cho nên nếu mà mình ơi một tí là không thấy hình ảnh thì sao? Sao là nhóm YouTube quay mà không thấy hình ảnh nha. Vâng, đây chúc tất cả mọi người nha. Đây, các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay các điểm khác để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đấy, tức là nghe các bạn đừng là vui cực kỳ luôn. Bây giờ Trung Hoàng đi các nơi các điểm, tức là lễ hội này rồi chùa chiền, nhưng mà thực sự là cái lễ hội đền Côn rất hiếm có đấy các bạn ạ. Vì một năm chỉ mở được một lần, tức là từ ngày 13 đến ngày 16. Thì hôm nay là Trung Hoàng, anh em Trung Hoàng rồi có mặt vào buổi lễ đầu tiên đấy các bạn đấy nha. Đây nha các bạn nha. Đây
À thế à? Cái là quê hương của Minh Cảo không? À đây. À mọi người ơi, đây là Thung Hoàng bây giờ là có mặt ở sân khấu nha. Anh nha, chúc tất cả chị em nha. Thế anh gì lễ hội trên cũng vui vẻ nha. Đây nha. Đây, đây nha, tất cả. Đây nha, chúc chúc chị này. Hôm nay là tham dự lễ hội cũng vui vẻ nha. Đây nha. Đây, chúc tất cả anh em tham dự lễ hội đến cũng vui vẻ nha. Để các bạn ơi. Đây, Thung Hoàng. Thung Hoàng là có mặt tất cả ở các người nha, chào Diệt Châu nha. Ở đây các anh các chị đây. Đây là quê ở đâu ạ? Đây là Diệt Châu. À Diệt Châu nhưng mà xa nào? À Diệt Châu. Ôi trời, Diệt Phú Diệt Châu. Thung Hoàng thì ở chùa Cổ Am tất cả xã Diệt Châu đấy. Nha, thôi nha. Bắt tay bắt tay nha ra nha. Thế là hình ảnh tất cả mọi người đã lên TV. Hơn nữa là lên ở trên kênh YouTube của Hội Cựu Chiến binh Thung Hoàng. Anh nha, chúc các anh các chị dự lễ hội trên phố vui vẻ nha. Nha, rồi, này, mọi người ơi, tức là ai cũng náo nức đến chờ đợi đến cái ngày lễ hội trên cuốn ở quê hương Diệt Châu nha. Hãy chúc tất cả mọi người nha. Thế là các anh các chị đã được lên TV, hơn nữa lên ở trên kênh Hội Cựu Chiến binh của anh em Thung Hoàng nha. Này, chúc chị nha, chúc chị vui vẻ lễ hội trên cuốn nha. Chúc anh nha. Đây, thế là hôm nay anh em kênh YouTube của Thung Hoàng đi lấy một số hình ảnh người tốt việc tốt để lưu ở trong cái video tất cả lễ hội đến cuối nha. Chào chị nha. Đây, tất cả các bạn ơi, tất cả lễ hội đến cuối ở huyện Diễn Châu quê hương Thung Hoàng này các bạn ơi. Ở nhà thôi, chúc tất cả mọi người nha tham dự lễ hội đến cuối vui vẻ nha. Rồi các bạn ơi, đây tất cả hình ảnh tất cả mọi người đang có mặt để dự lễ hội đến cuối cho các bạn này nha các bạn ơi. Nhà cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bà Thung Hoàng hôm nay đi lấy một cái hình ảnh đẹp ở lễ hội trên cuốn. À, bây giờ bác chúc tất cả mọi người và cháu sang năm mới hơn ở dự lễ hội trên cuốn vui vẻ nha. Đây, chào tất cả mọi người nha. À, bắt tay Hội Cựu Chiến binh. À, Hội Cựu Chiến binh anh ở Hội Cựu Chiến binh ở đâu anh? À đây, đây các bạn ơi, đây là đồng nghiệp của cánh anh em chưa có bị Thung Hoàng đây này. Nha, tôi nha, chào tất cả mọi người nha. Chúc anh này có tất cả mọi người tham dự lễ hội đền cuốn có một niềm vui mới nha. Đây nha, chúc bye. Chị ơi, thế là anh em nhóm YouTube của kênh anh em Thung Hoàng Hội Cựu Chiến binh đi lấy một số cái hình ảnh người tốt việc tốt để lưu lên TV hơn được các anh các chị nên là tham đã có mặt ở trên kênh YouTube của anh em Thung Hoàng nha. Thôi, chúc tất cả các chị này được tất cả mọi người nha. Đây, mọi người thấy không? Quá tuyệt vời nha. Thôi chúc tất cả mọi người tham dự lễ hội đến cũng vui vẻ nha. Đây các bạn nha. Chúc anh tham dự lễ hội đến cũng vui vẻ nha. Anh nha. Nếu như mọi người nếu mà có điện thoại màng á thì rất mong mọi người đăng ký kênh để được cập nhật những hình ảnh những video của mình nha. Đây, tức là viết ở YouTube là viết cái chữ Thung Hoàng là các bạn sẽ làm video nha, làm video tải lên để là chị em nhận được liền nha, nhận để mà xem làm cái gì nha. Này các bạn ơi, đây các bạn ơi, đây là đứng trước ông kính quay. Anh quê ở đâu? Quê tôi ở Diệt Phú. À Diệt Phú à? Thế là Diệt Châu mình hả? Đây các bạn ơi, thế là anh tên là gì? Tôi là Đinh Văn Ngọc. À Đinh Văn Ngọc. Ôi thưa nhà, hôm nay là cái lễ hội đền cuốn. Chúc anh nha, chúc anh nha, chúng ta dự lễ hội đền cuốn vui vẻ nha. Đây các bạn ơi, anh nha, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả. À rồi, bây giờ Thung Hoàng. Rồi, bây giờ Thung Hoàng sẽ đi những cái điểm khác nha. Đấy nha, anh mở YouTube đăng ký cái kênh Thung Hoàng Hội Cựu Chiến binh nha. Rồi đăng ký để cập nhật được video để mà xem mà làm kỷ niệm nha. Đây, vâng. Chúc tất cả mọi người, là tham dự lễ hội đền cuốn một lần nữa vui vẻ nha. Đây, ấp vịt cái quá tuyệt vời rồi. Đây, đi rồi.
mà sau là xem đó, xem cái hình ảnh mà đẹp nói là bà coi cuộc đời nhá, vì chúng ta cháu cho cháu kỷ niệm cho một chữ vịt hoặc là một con vịt nhá. Anh à, em cảm ơn nha. Bây giờ anh em Thung Hoàng là tiếp tục nha, tôi gần nhất nha. Anh à, đến đây. Mọi người ơi, nếu xem video này cảm thấy hay thì cho kênh anh em Thung Hoàng và đội bóng nữ quê ở Diên Phú xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất. Mọi người và các bạn các bạn ơi, nếu muốn nhận video của mình thì rất mong các bạn đăng ký kênh thì mới nhận được video của mình nha. Hai bạn ơi đi. Các bạn ơi, đây là anh em nhóm YouTube này, là diễn viên Phan Văn Đức này đang phát cái máy VTV1 để lấy những cái hình ảnh sắc nét. Mời mọi người và các bạn xem nha. Chị ơi, là, anh là thay mặt nhóm YouTube của Hội Cựu Chiến binh, tức là chúng ta tất cả anh chị em ta đây tham dự lễ hội tiền cung vui vẻ nha. Đây nha. Bây giờ lên TV luôn mà. Đây nha. Đây nha. Thôi nha. Chúc tất cả mẹ ngoan quá thầy. Đây, thế là hình ảnh của con để lên TV rồi nha. Đây nha. Chúc tất cả mọi người xem dự lễ hội tiền cung vui vẻ nha. Đây. Chúc bác nha. Rồi chúc chị em nha. Rồi chúc các chị nha. Tức là hôm nay lễ hội tiền cung mà một cái nhanh nhanh YouTube Thung Hoàng lấy một số hình ảnh để lên TV hơn người được phát nhật này. Đây. Đây. Anh tham gia lễ hội tiền cung vui chính qua tay bắt tay anh nè. Anh nha. Kiểu bắt nào để quay cho bắt nào đấy. Đây nha mọi người các bạn ơi. Đây anh em nhóm YouTube của Thung Hoàng này. Đây chúc tất cả mọi người dự lễ hội tiền cung vui vẻ nha. Đây. Chúc anh nha. Vâng. Hôm nay là anh em có chút thời gian để lấy một số hình ảnh để làm kỷ niệm hết để lên TV các anh các chị nha. Anh nha. Chúc tất cả mọi người nha. Đây rồi tháng năm mới này hơn là dự lễ hội tiền cung vui vẻ nha. Chúc mọi người nha. Đây thế là hôm nay tất cả mọi người đã lên TV hơn nữa lên trên kênh Hội Cựu Chiến binh của anh em Thung Hoàng rồi. Chào mẹ nha. Đây từ già vâng từ già trí trẻ đều là có mặt dự lễ hội tiền cung này cháu nha. Đây, chúc tất cả mọi người dự lễ hội tiền cung vui vẻ nha. Đây mọi người thấy đây tức là người dân đi dự lễ hội tiền cung vui vẻ này. Chúc cháu nha. Đây này tất cả mọi người nha. Đây thay mặt nhóm YouTube chúc tất cả mọi người dự lễ hội tiền cung vui vẻ nha. Chúc anh nha. Chúc các anh nha. Rồi chúc các chị nha. Đây là hôm nay rồi. Thế hôm nay cái ngày gì lễ hội tiền cung tuyệt vời hay thời tiết thì mát để ủng hộ hay này cái cháu cho bà cũng mang hỏi cháu về đâu chính phủ phải ba hay đấy là các bác nhóm YouTube hôm nay xuất hiện để lấy một số hình ảnh để đưa lên cái lễ hội đến cuốn các bác và mọi người nha.
đấy nha. Tôi chúc tất cả mọi người nha. Đây, à, anh quê ở đâu? Ai chụp phục với ta? Đây, chúc tất cả mọi người nha. Đây, rất vui tính này, rất vui tính này. Thế là anh đã lên TV rồi nha. Vui tính cực kỳ luôn này. Anh quê ở đâu? Anh dân cháu nhưng mà cha nào? Dân phục với ta thầy. Đây, hôm nay anh nhóm YouTube hội cựu chiến binh của Trung Hoàng đi lấy một số hình ảnh để lưu lên TV. Hơn nữa là lưu trên kênh hội cựu chiến binh của Trung Hoàng nha. Rồi chúc tất cả mọi người mạnh khỏe rồi là dự lễ hội đền cũng vui vẻ nha. Đây các bạn ơi, đúng rồi, để quay video thực sự là rất rất vui và rất đam mê. Nhưng mà các bạn ơi, mồ hôi từ mấy ra đó các bạn. Tôi mong mọi người tham bạn chúc bạn thông cảm cho Trung Hoàng nha. Bây giờ Trung Hoàng sẽ lấy một số cảnh ở nơi khác mà chào tất cả các anh nha. Để mời mọi người các bạn xem tiếp nha. Mọi người ơi, nếu xem video này nếu hay thì anh em Trung Hoàng xin các bạn một chia sẻ, một like, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của anh em Trung Hoàng và đội bóng nữ quê ở Diễn An, mọi người và các bạn nha. Bạn ơi, em là cái hình ảnh này đâu, đây tức là diễn viên Phan Văn Đức đang làm vác cái máy VTV1 để lấy từ các cái hình ảnh khác nhé để mời mọi người các bạn đón xem nha. Rồi hôm nay lễ hội đền cuông nha, chúc anh dự lễ hội đền cuông vui vẻ nha. Đây, chúc tất cả mọi người nha. Đây anh về mời chúng tôi về cái Trung Hoàng nha, để mà nhận thông báo xem cái video của mình nha. Trung Hoàng đấy nha. Thôi các bạn nha, thực sự là đúng là cái cảnh đẹp ở lễ hội đền cuông này thì quá tuyệt vời. Bây giờ là các đội bóng này ở các xã để chuẩn bị giao lưu, mời mọi người và các bạn đón xem này. Thôi các bạn ơi, đúng là các bạn xem cái đoạn video này thì rất mong các bạn là thông cảm cho Trung Hoàng nha. Đúng là đam mê cái cảnh rồi là đam mê YouTube để đưa những cái hình ảnh lên thật đẹp để cho mọi người và các bạn đón xem. Nhưng mà quá mệt, hôm nay là mồ hôi thì mấy lên đây này. Nếu các bạn xem cái chương trình này, rất mong các bạn là cho Trung Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Trung Hoàng và cái lễ hội đền cuông ở huyện Diễn Châu ngày 13 tháng 2 năm 2024 mọi người và các bạn nha.
đây các bạn ơi, đây là cái cảnh chùa, ở cái cảnh chùa của ám không thua kém ở cái lễ hội tình quân các bạn nha. À, anh ơi, bây giờ thay mặt nhóm cho tôi đi lấy một số hình ảnh. Bây giờ thì chúc anh sang năm mới mạnh khỏe hơn. Hôm nay là cái lễ hội tình quân, chúc anh và tất cả mọi người dự lễ hội tình quân vui vẻ nha. Vâng, thế là anh được hình ảnh của anh đã lên TV hơn nữa, lên trên kênh YouTube của Thu Hoàng nha. Vâng, bây giờ chào anh nha. Vâng, và bây giờ các bạn ơi, bây giờ anh em hả, thế nào thầy cháu điện thoại có màn không? À đây, đây nha. Đây các bạn ơi, để bây giờ thằng sạch bỏ khác đi. À, lên thằng Thung Hoàng để bắt tay. À, cháu ơi, đây cho mặt, thay mặt nhóm YouTube của cánh hội cựu chiến binh. À, Thung Hoàng hôm nay đi lấy một đoàn video. Thì hôm nay là cháu lại xuất hiện ở trên cánh hội là lên TV cho cháu nha. Để cháu cho mặt Thung Hoàng hỏi thì cháu quê đâu? Cháu ở Diện Tháp à? Ở Diện Tháp à? À, tại tên Diện Tháp. Các bạn ơi, cháu tên là gì? Cháu Giang. À, cháu Giang. Thế là hình ảnh của cháu là xuất hiện lên TV hơn nữa, lên kênh của hội cựu chiến binh của bác Thung Hoàng để làm gì kỷ niệm nha. À, về bác thôi thế này, hôm nay là cái lễ hội đền quân, chúc cháu và tất cả mọi người dự lễ đền quân vui vẻ nha. À, và cho bác nha. Đấy, mọi người các bạn ơi, đấy, bây giờ chuẩn bị trần phóng truyền giao hữu, tức là mời mọi người và các bạn đón xem. À, các bạn ơi, đây cái lễ hội đền quân này, các bạn thấy đông không? Người đông như hội các bạn. Đây, đây các bạn thấy không? Đây nha. Đây các bạn nha. Đấy, thầy vui. Đúng người đông như hội. Em lại đó. Đây nha, bây giờ các bạn nha. Đây nha. Tức là cái lễ hội đền quân đấy. Nếu như các bạn, những bạn nào mà chưa có điều kiện đi dự lễ hội thì rất mong các bạn, tức là sang ngày 13 tháng 2 của năm 2024-25 nha. Vâng, thì chúc anh nha. Đấy, các bạn ơi, đấy, tức là các du khách tức là đi dự lễ hội với mọi người các bạn nha. Đây các bạn ơi, đây là anh em nhóm YouTube này, diễn viên Phan Văn Đức này, rồi là phó cánh đặc lượng này, rồi diễn viên Hoàng Thơ này, đấy, rồi diễn viên Bích Hời cùng với Thung Hoàng đang có mặt để quay những cái điểm quay cái lễ hội đền quân năm 2024 cho mọi người các bạn. Đây à, thế này thì chúc anh nha. Thế anh cũng có mặt tức là tham dự cái lễ hội đền quân này. Thôi thầy thêm thay mặt nhóm YouTube của Thung Hoàng chúc anh nha. Rồi là
đón nhận cái lễ hội vui vẻ nha. Vâng, chào tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn rồi. Rồi nha. Cách thay mặt của Vinh Quy nha. Đây, chúc cháu tức là sáng năm mới này, rồi hôm nay là cái buổi lễ cầu an này. À quên, cái buổi lễ Vinh Quy này. Rồi là chúc cháu đón xem lễ hội Đền Cung vui vẻ nha. Đây, cảm ơn rồi. Đây tức là đây. À cảm ơn ơi. Đây tức là lúc này là màn đó là vợ. Còn anh ơi, này, thay mặt cho Vinh Quy nha, của Phương Hoàng nha, chúc vợ chồng anh tức là đón xem lễ Đền Cung vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, tức là đào sân bóng đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Các bạn thấy đấy các bạn nha, mời mọi người các bạn, nếu như bạn nào chưa có điều kiện để đến tham dự lễ hội Đền Cung thì rất mong các bạn cùng tham dự lễ hội Đền Cung ở Diễn Châu đi mọi người các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay Thu Hoàng, anh em Thu Hoàng thì quay chắc chắn là buổi sáng hôm nay là cái thời lượng video rất dài, cho nên các bạn đón xem lễ hội Đền Cung buổi sáng ngày 13 tháng 2 năm 2024. Tất cả các cái hình ảnh của mọi người anh em Trung Hoàng đã quay cập nhật buổi sáng này, rồi buổi chiều này, cho hết cái ngày cuối cùng đó là ngày 16 đi mọi người các bạn nha. Đây, cháu ơi, hôm nay cái lễ hội Đền Cung, tất cả thay mặt nhóm YouTube của anh em Trung Hoàng, chúc cháu đón nhận cái lễ Đền Cung vui vẻ nha. Thế cho bà Trung Hoàng hỏi thì là cháu quê ở đâu? Cháu quê ở xã Diên Tháp ạ. Xã Diên Tháp à? Ồ, thế thì rất may mắn. Thế hôm nay hình cháu là anh Thuyết ở Làng Quang Hồ. Thế anh Thuyết ở Trà Diện Tháp à? Đây tức là một cô đồng viên đấy các bạn này. Thôi một lần nữa nha các bạn ơi. Tức là phó kênh Đặc Luận này, rồi là anh Tuyết này, rồi là Thu Hoàng này. Thôi một lần nữa nha, thay mặt nhóm cho tôi biết nha, rồi là thay mặt tất cả chị em hơi được có phó kênh Đặc Luận lần. Em thấy cái cổ vũ đấy không? Thôi nha, lần này chúc gì vui vẻ nha. Đây, mọi người các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng sẽ quay tiếp các cái cảnh khác, mời mọi người và các bạn đón xem tiếp nha.
À thế à? À, các bạn ơi, thế là hai cầu thủ, à, tức là hai đội bóng nữ này là Xã Diễn Trung này.
Đây các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng, anh em Thu Hoàng quay tiếp là tất cả các anh các chị ơi, tất cả để đuổi dài video toàn nữa nhá, để mà làm cái kỷ niệm nhá. Thôi đây, chúc anh các anh các chị là dự buổi lễ mình cũng vui vẻ nha. Hôm nay anh em lấy một số hình ảnh để lưu ở trước cái ngày lễ hội Đền Cung nha. Này thôi nha, bác chúc cháu rồi là đón xem video của mình vui vẻ nha. Rồi chào tất cả. Đây đây, diễn viên Phan cũng vẫn được các bạn này. Này nha, các bạn ơi, bây giờ anh em Trung Hoàng phải quay các cái điểm khác mọi người các bạn. Đây các bạn ơi, đến anh em nhóm YouTube là tiếp tục đi các bạn ơi, đúng là cái cảnh nhộn nhịp của cái lễ hội Đền Cung. Cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Công an lấy một số hình ảnh để lưu ở trên TV ấy, để lên ở trên kênh YouTube của bác Công an hồi sự chiến binh nha. Này, để cho bác hỏi để kéo dây cái dao để làm cái kỷ niệm. Thầy cháu quê đâu? Phương Liêu ở xã nào cháu? Ở xã Quỳnh Hoa. Thế là ở Quỳnh Hoa, Phương Liêu lên ở chùa Cầu Am. Cầu Am rất nhiều, mà các bác chủ yếu làm khi mà chùa quá. Nhưng hôm nay bận chút thời gian để lấy tiền các cái hình ảnh để mà đưa lên ở lễ hội Đền Cung. Với nhau một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của kênh Hội Cựu Chiến binh Trung Hoàng, chúc cháu và đại gia đình của cháu nha mạnh khỏe hơn nữa, là hôm nay là cái lễ hội Đền Cung, được tham dự lễ hội Đền Cung vui vẻ nha. Đây chào cháu nha. Đây, các bạn ơi, để bây giờ tức là lễ hội Đền Cung. Đây các bạn này, các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng thì anh em Hội Cựu Chiến binh có mặt rồi. Cháu ơi, này thay mặt nhóm YouTube của bạn Thu Hoàng nha. Rồi, chúc tất cả mọi người và chúc cháu nha. Đây, đây anh em mời cầu an sức khỏe hơn nữa. Wow, anh nha. Cháu ơi, đây này, đây tức là thôi dừng lại hồi trên cung vui vẻ nha. Anh nha. Đấy các bạn ơi, đấy tức là làm cọc chào đấy các bạn ơi. Này, làm cọc chào để tham dự tức là về cái tổ chức sự kiện đấy các bạn ơi. Này nha, này các bạn thấy các cái cảnh tuyệt vời không? Tức là ở lễ hội Đền Cung đấy. Đây. Này nha. Này các bạn nha.
Đây. À, tức là cái lễ hội Đức Phúng quá tuyệt vời đây. Đây này. À, chúc chúc anh em tức là phục vụ cái lễ hội Đức Phúng nha. Đây, đây nha. À, ở đây tất cả mọi người nha. Tham dự lễ hội Đức Phúng vui vẻ nha. Này, này nha, chúc tất cả mọi người nha. Đây nha. Đây nha. Đấy, thế là anh em đã xuất hiện trên TV hơn nữa ở trên kênh YouTube của Hội Cựu Chiến binh Trung Hoàng nha. Cháu mà có điện thoại mà thì đăng ký để được cập nhật video của mình nha. Đó nha, vâng. Vâng nha. Đây, đây. Này. Đấy, tất cả các bạn thấy không? Cái cảnh sôi động để chuẩn bị phục vụ dịch. À, chào cháu. Đây, đây. Tất cả thay mặt nhóm YouTube của Hội Cựu Chiến binh Trung Hoàng. Để hôm nay có chút thời gian để đi lấy một số cảnh đẹp ở cái lễ hội Đền Côn đấy nha. Và thế cháu cho bác hỏi cháu quê đâu? Ở Trần Trường đây. Dạ. Các bạn ơi, thế là cháu ở Trần Trường lại xuất hiện ở trên kênh YouTube ở TV của kênh của bác Trung Hoàng đấy nha. Đây, một lần nữa chúc cháu vui vẻ nha. Anh nha, anh nha, anh nha. À, các bạn ơi, đây là cái lễ hội Đền Côn này. Đây, chúc thay mặt cho các bạn chúc cháu dự lễ hội Đền Côn vui vẻ nha. Cảm ơn các bác. À, đây là hai vợ chồng không ạ? À, đây là đông nghiệp không? À, đây, đây nha, đây là cái hình ảnh của các cháu lên TV này, lên ở trên kênh YouTube của bác Trung Hoàng nha. Đây nha. À, các bạn ơi, đây là nhóm YouTube của anh em Trung Hoàng. Đây là những người cháu quê đâu ơi? Cháu quê Dình Loài. À, quê Dình Loài. Thế là cả cháu là quê Dình Loài cả. Dình Lâm. À, Dình Lâm à? Ồ, thì tuyệt vời. Thế cháu quê đâu? Dình Lâm. À, thế này, các cháu ơi, hôm nay là các bác kênh YouTube Hội Cựu Chiến binh là chủ yếu làm ở Chùa Cổ Am. Nhưng mà hôm nay là bởi chủ thời gian để lấy các cái hình ảnh ở cái lễ hội Đền Côn ở xa ở huyện Nhân Châu mình nha. Thôi nha, một lần là thay mặt nhóm YouTube. Thật tay chúc các cháu sang năm mới cầu anh sức khỏe. Hơn nữa là như cái lễ hội Đền Côn vui vẻ nha. Thôi bà thả ca Trung Hoàng chào nha. Đây thôi, tất cả mọi người ơi. Đây, các bạn ơi. Này, thay mặt nhóm YouTube bác chúc cháu mạnh khỏe hơn nữa là như cái lễ hội Đền Côn vui vẻ nha. Đây nha. Này nha. Rồi bác Trung Hoàng chúc tất cả các bạn trẻ tức là sang năm mới cầu ăn sức khỏe hơn nữa là dự cái lễ hội Đền Côn vui vẻ nha. Nha thôi chào tất cả các bạn trẻ nha. Đây, mọi người các bạn ơi, bây giờ chúc tất cả các bạn trẻ đang phục vụ tức là cái cảnh đẹp ở cái lễ hội Đền Côn nha. Nha thôi lại nhờ bác chúc cháu nha. Dạ. Sáng năm mới cầu an sức khỏe hơn nữa là hôm nay là dự cái lễ hội Đền Côn vui vẻ nha. Rồi bác chào nha. Mọi người ơi, đây các cái cảnh đẹp này. Đấy, các cái cảnh đẹp hồi trài Đền Côn với các bạn này. Đấy, bây giờ Thú Hoàng sẽ quay mặt điện thoại lại để mời mọi người các bạn này nha.
À, các bạn thấy không? Lễ hội Yên Cuốn này, đây, đấy, Diễn Liên này, tức là ban chấp hành đoàn các xã này, Diễn Liên này, Yên Cuốn này, Diễn Tháp với các bạn này, đây, thấy các bạn thấy à, thấy à, đang ký cảnh để mà đón à, đón cái ngày lễ hội Yên Cuốn tuyệt vời không các bạn, thấy nha, thấy nha. Bây giờ Phương Hoàng à, sẽ quay ngược lại nha. Ở đây, đây. Với các cháu ơi, đây là các bạn trẻ ơi, thay mặt nhóm YouTube bây giờ hội cựu chiến binh chúc tất cả các đoàn xa, tất cả từ Diễn Liên đến Diễn Hồng nha. Anh nghe, đây, đây là các cháu lại lên được kênh YouTube hơn và lên ở TV nha. Nếu như, đây, nghe đây, các cháu, các bạn ơi, thế là Phương Hoàng về tỉnh một cháu ở xã nào? Ở Diễn Liên à? Ở Diễn Liên cái trước mà, của bác rất nhiều. Thôi hôm nay là cái lễ hội Yên Cuốn mà các bác chủ yếu là cái mặt thường của ông. Nhưng mà hôm nay là được gặp các cháu đây. Thôi một lần nữa. Thôi nha, một lần nữa. Bác chúc các cháu mạnh khỏe nha. Thôi nha, các bạn ơi. Đây, thấy chưa? Quá tuyệt vời không nha? Quá tuyệt vời nha. Các bạn ơi, tất cả những chuyện ông kính quay phim cháu này, cho bác hỏi phim này, cháu tên là gì? Cháu tên Châu, cháu ở Trà Mô Hề. Chuyện như thế này là bác hỏi cho đi nha. Các bác chủ yếu làm phim ở chùa của em, nhưng mà hôm nay các bác đi lấy một đoàn, thế là hình ảnh của cháu lại lưu ở trên TV hơn nữa, ở trên kênh của bác Trung Hoàng nha. Chúc cháu tất cả dự buổi lễ nên cũng vui vẻ nha. Vâng, bác cháu nha. Đây, cháu ơi, tức là thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng, chúc cháu dự buổi lễ đến cũng vui vẻ nha. Rồi bác cháu nha, thế là hình ảnh của cháu để lên TV, lên cái kênh của bác Trung Hoàng nha. Rồi nha. Các bạn ơi, bây giờ anh em Phương Hoàng lại quay tiếp các cảnh khác đây nha. Các cháu ơi, thế là kênh của hội cựu chiến binh của các bạn Phương Hoàng chủ yếu là làm ở chùa của anh. Nhưng mà hôm nay, tức là hôm nay là lớp ở chùa thời gian để đi lấy các cái hình ảnh của cháu ở đây để đưa lên ở trên TV này. Rồi
rồi lên ở kênh YouTube của bác Trung Hoàng Hội Cựu Chiến Binh nha. Anh chúc các cháu hôm nay tham dự lễ hội đền cuông vui vẻ nha. Rồi chào để cập nhật cái video của mình nha. Anh nha, rồi khai mạc nha. Đây là cháu này, tức là bác lấy kéo dài một đoạn video để khi mà được cập nhật video thì cháu xem để thêm cái kỷ niệm nha. Anh nha, các cháu nha. Các cháu ơi, nếu mà khi mà được nhận thông báo thì các cháu lên đâu xem được một tờ nhá. Còn lần thứ hai mà thấy cái hình ảnh video của mình thì là các cháu cứ tới để đó mà xem nhá. Nhưng mà rất mong các cháu quá tuyệt vời đây nha. Đây nha, tôi chúc các cháu hôm nay dự cái lễ đến cũng vui vẻ nhá. Đây, thay mặt nhóm YouTube của bạn Trung Hoàng nha, chúc tất cả mọi người sẽ là các cháu là chủ yếu là phục vụ cái hàng để mà bán cho tức là để bán phục vụ lễ hội này đấy nha. Thôi là chúc các cháu mạnh khỏe nha. Vâng, các cháu nha, đây là hình ảnh của các cháu đã lên TV hơn nữa, lên cập nhật ở trên kênh của bác Trung Hoàng nha. Rồi nha. Các bạn ơi, bây giờ nhóm YouTube của Trung Hoàng, đây là diễn viên Phan Đức, các bạn này chắc chắn là các bạn đã quen hình, đã quen khuôn mặt rồi nha. Rồi là diễn viên cái thời này anh nha, rồi là diễn viên Hoàng Thơ này, rồi là họ cánh đàn lượng, các bạn này thực sự là đam mê cái nghề YouTube rất mệt này, cho nên là tất cả các du khách đã có mặt để dự cái buổi lễ đền cuông đấy. Thế này các bạn ơi, thực sự là các cái hình ảnh của tất cả mọi người mà anh em YouTube Trung Hoàng quay trong cái buổi sáng hôm nay chắc chắn là không sót hình ảnh nào của các bạn đâu, nhưng mà rất mong các bạn tức là xem video lần đầu tiên các bạn đừng tới nhá. Còn lần thứ hai nếu như các bạn phát hiện ra cái hình ảnh của mình thì các bạn ơi để mà đoán xem nha. Mong mọi người và các bạn xem tiếp nha.
các bạn ơi, thế là bây giờ anh em Phúc Hoàng tức là có mặt ở trong cái quán. À, cháu ở trong cho bác hỏi tí này, cháu là quê ở đâu? Cháu quê Thanh Hóa. À, quê Thanh Hóa. À, quê Thanh Hóa nhưng mà cháu là nghe thông tin ở lễ Trinh Phú này, cháu về để vào đấy để phục vụ du khách đi lễ hội Trinh Phú không? Vâng. À, thôi thế này cháu ơi, bây giờ cháu đang bận viết các cái đánh dấu của cái ghế nha. Thôi thay mặt nhóm YouTube của kênh Hội Cựu Chiến binh của Trung Hoàng, chúc cháu này rồi là đại gia đình của cháu đầu sang năm mới mạnh khỏe nha. À, rồi là hơn nữa là hôm nay dự buổi lễ đền cung vui vẻ nha. À rồi các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay các cái đoạn hát mời mọi người khán giả đón xem nha. Thực sự là các cái hình ảnh của tất cả mọi người á là lên chắc chắn là không sót một đoạn video nào của các bạn nha. Nhưng mà mong mọi người các bạn cứ xem theo từng phần một nha, từ phần một đến hết luôn nha. À chị ơi, này đây, tức là hôm nay đi tham dự lễ hội Đền Cuông thay mặt nhóm YouTube của anh em Trung Hoàng chúc chị nha, rồi là mạnh khỏe nha, hơn nữa là dự cái buổi lễ Đền Cuông vui vẻ nha. Đây anh này, chúc các anh nha. Thế là các anh đã lên sóng TV này, hơn nữa là có mặt ở trên kênh YouTube của anh em Trung Hoàng Hội Cựu Chiến binh để làm cái kỷ niệm nha. Đấy nha, một lần nữa chúc tất cả mọi người nha. Đây, các bạn thấy không, rất thấy nhiều không? Cái cảnh đẹp ơi. À, các cái cảnh đẹp tuyệt vời, hơn nữa anh em YouTube hiện nay mệt quá đang vâng đây, tức là ngồi nghỉ lao tí mọi người và các bạn nha, mong mọi người và các bạn đón xem tiếp tục các cái cảnh khác ở cái lễ hội Đền Cuông mọi người các bạn nha. Các bạn ơi cái nhạc dù quá các bạn ơi đấy, bây giờ anh em Công An là tiếp tục bây giờ đấy nhạc dù quá các bạn ơi, bây giờ nhạc dù quá này, bây giờ Công An phải đi ra quay tiếp tục các đoạn khác. Bây giờ các bạn ơi thông cảm cho nhóm anh em YouTube Công An nha, để ngoài đây nhạc quá ha. Cái này thay mặt nhóm YouTube của kênh bác Trung Hoàng Hội Cựu Chiến binh nha. Đây, chúng ta cháu tất cả tháng năm mới hơn hôm nay là cái lễ hội Đền Cuông nha. Chúc tất cả các cháu tháng năm mới hơn được cái lễ hội Đền Cuông rồi là xem vui vẻ nha. Này, các cháu về đâu? Dân Thọ. Đây là trường cháu mình nha thầy. Đây, chúc tất cả các bạn trẻ nha. Đây, đây là hình ảnh của các cháu là được cập nhật ở trên TV hơn là ở trên kênh của bác Công An nha. Này, thôi một lần nữa chúc tất cả các bạn trẻ vui vẻ nha. Đấy, đây, thay mặt nhóm YouTube của các bạn Công An hôm nay thì dừng lễ hội Đền Cuông. Đấy nha, chúc các cháu tháng năm Công An sức khỏe hơn rồi là dừng lễ hội Đền Cuông vui vẻ nha. Này, vâng, chào nha, chào các cháu nha, chào các bạn trẻ nha. Đây các bạn ơi, bây giờ ở đây nhạc dù pháp mọi người các bạn thông cảm cho Trung Hoàng nha. Các bạn ơi, hay là du khách rất nhiều, nghe thay mặt nhóm YouTube chúc
chúc cháu mạnh khỏe nha. Hơn này là hình ảnh lên TV, hơn là cập nhật lên trên kênh Hội Cựu Chiến binh của bác Trung Hoàng nha. Thôi nha, chúc cháu vui vẻ nha. Đây là chúng hai, một đến hai ngày nữa là nó sẽ thông báo để cháu xem với nhau của mình để làm việc kỷ niệm nha. Đây tất cả mọi người các bạn này, đây tất cả một lần nữa nha, đây nha, đây không công việc gì đâu, tức là thông báo để mình nhận video của mình nha, đây nha, đây là lần nữa nha, qua chào nha, đây, đây nha, thôi các bạn ơi, bây giờ hiện nay là nhạc rất nhiều nên Thông Hoàng không dám mà quay thì các bạn nha, đây là mong các bạn thông cảm nha. Đây các bạn ơi, đây này, đây là cái trò chơi ở lễ hội Liên Quân với các bạn này. Đây các bạn thấy đây, thấy tuyệt vời nha. Các bạn thấy nếu như mọi người và các bạn mà chưa có điều kiện để đi dự lễ hội Liên Quân thì rất mong các bạn đến dự lễ hội Liên Quân nha. Đây các tuyệt vời không? Đây nha. Đây các bạn ơi, bây giờ anh em kênh YouTube Hội Cựu Chiến binh đây, tất cả các bạn thề hiện nay đang đến vào để giải khát nha. Tất cả mọi người nha, tất cả hôm nay nhóm YouTube của bác Trung Hoàng Hội Cựu Chiến binh chủ yếu làm phim ở chùa Phổ An, nhưng hôm nay mất thời gian để đi quay ở lễ hội Liên Quân này. Bắt tay các cháu này, đây ok anh nha. Chúc tất cả mọi người tất cả dự lễ hội Liên Quân vui vẻ nha. Đây nha, đây các bạn nha. Đây, thế là tất cả toàn bộ các bạn trẻ ơi, tất cả hôm nay các bạn Hội Cựu Chiến binh nhóm YouTube tất cả lấy các cái hình ảnh đẹp người nên để lưu cuộc hình ảnh. Đây chỉ cho bác mắt tay cháu cái nè. Đây nha, đây, chúc các cháu sang năm mới cầu an sức khỏe nha. Rồi là để được cập nhật video của mình để mà làm cái kỷ niệm thôi nha. Cháu em ấy mấy tháng tuổi rồi. Ngoan quá thầy. Này, bé rất ngoan. Nha thôi, bác chúc mẹ con xem ngày lễ vui vẻ nha. Đây các bạn ơi. Đây, bây giờ Trung Hoàng sẽ đi để lấy những cái hình ảnh đẹp ở cái ngày lễ hội Liên Quân với các bạn nha. Này các bạn nha. Đấy nha. Thay mặt nhóm YouTube mình chúc tất cả mọi người đây là hình như các cầu thủ là các cháu là cầu thủ quê. Đây nha. Anh em các cầu thủ ở xa nào? Dạ. Ở xa nào cháu? Dạ cháu ở Trần Thọ. À Trần Thọ. Đây. Đây tức là các cầu thủ ở Trần Thọ này. Các bác là làm YouTube ở chùa Phổ An. Bác ở xã Minh Châu. Đây ở xã Minh Châu đây. Này tất cả thay mặt nhóm YouTube bác chúc tất cả các cầu thủ nha. Rồi là đại chiến thắng nha. Trong ngày lễ hội Liên Quân nha. Các bạn ơi. Đây được cho bạn người Trung Mỹ đây. Đây đây là cái này. Thôi thì một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của bác. Của bác Hội Cựu Chiến binh Trung Hoàng chúc cầu thủ nha.
À đây, nó mình phải nha. Dạ, chúc cho nhóm các bạn làm ăn phát đạt nhé. Vâng. Bác đây là bác của làm Trung Quỷ. Thực sự là bác là chúng ta nha. Nhưng mà cái ngày lễ hội này thì chúng ta hơn Quỷ thầy. À đây chúng tôi tức là cùng vợ. Ở đây đây. Nhưng mà bây giờ lương không bằng lương Trung Quỷ. À, anh nhà, anh nhà, chúc tất cả mọi người nha, thôi tất cả, chào tất cả các bạn trẻ nha, chúc các bạn trẻ đón ngày lễ đến cùng vui vẻ nha, anh nhà, đây, tôi lấy một số hình ảnh ở cái ngày lễ hội đến cùng, đây, các bạn ơi, bây giờ Phong Hoàng quay các cái điểm khác nha, đây, đây mọi người và các bạn ơi. Này, à, bây giờ bác Trung Hoàng chúc tất cả các bạn trẻ nha, đi tham dự lễ hội Tiên Cung nha, rồi vui vẻ nha. Tay dòng này, bắt tay dòng này. Đây, 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 đây. Là bác lấy cái hình ảnh của cháu để đưa lên TV nha, rồi là lên ở trên, à đây, trên kênh hội trường chính kính của các bác Trung Hoàng. Chuyên môn làm phim ở chùa Hồ Am nha. Chúc bạn sức khỏe nhá. À, sức khỏe để quay nhiều video hay. Vâng vâng vâng. Ở nhà tất cả các bạn trẻ mạnh khỏe vui vẻ ở trong những ngày lễ hội Tiên Cung nha. Nha, bác chào nha. Hai các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng phải đi lên lấy các cảnh khác nha. Mong mọi người và các bạn thông cảm nha. Tất cả các hình ảnh của tất cả mọi người xuất hiện ở trên video thì Trung Hoàng sẽ đưa lên cập nhật từng phần một, mời mọi người và các bạn xem thứ tự nha. Còn hôm nay là cái buổi đầu tiên, tức là cái sáng ngày 13 tháng 2 năm 2024. Mong các bạn xem video đừng tới nha, chắc chắn là Tung Hoàng sẽ đưa lên hết để cập nhật cho các bạn đón xem từng phần một mọi người các bạn nha. Đây các bạn ơi, bây giờ nhóm YouTube của Thúc Hoàng. Thế bây giờ chúc tất cả các bạn trẻ nha. Chào, tất cả tháng năm mới cầu ăn sức khỏe nha. Mà hơn nữa là hôm nay thì lễ hội Tiên Cung. Cho bạn Thúc Hoàng hỏi đấy, cháu ở xa nào? À, Dinh Phúc à? À, đấy, Dinh Phúc với mình này. Các bạn làm YouTube chủ yếu là ở chùa Cổ Am. Nhưng hôm nay mở chút thời gian để đi quay một đoạn ở lễ hội Tiên Cung để làm kỷ niệm nha. Thế là à, rất cảm ơn. À, thế là hình ảnh của các cháu lại mở lên ở TV hơn là xuất hiện ở trung tâm của bác Công An rồi nha. Đấy nha, một lần nữa chúc tất cả các cháu sáng năm mới cầu an sức khỏe nha. Rồi nha, các bác chào nha. À, các bạn ơi, nếu như các bạn mà có tất cả các hình ảnh ở trên kênh của anh em Công An thì chắc chắn là Trung Hoàng sẽ cập nhật theo từng phần một mọi người các bạn nha. À, cháu ơi, đây, à, cháu là quê ở đâu cháu? Ở đây, anh nha các bạn nha. À, tuyệt vời lắm. Đây, cháu ơi. Bắt tay chúc cháu sáng năm mới cầu an sức khỏe. Rồi, ok. Thế là cháu quê ở đâu? Quê Tây Dương. À, Tây Dương này. Thế này này, các cái hình ảnh và các cái video của các cháu là sẽ được cập nhật từng ngày từng phần nha. Dạ ok bạn nha. Rồi nhưng mình xem lần đầu thì các cháu là cũng đừng có tơi. Lần thứ hai là các cháu tơi đến cái phần video của mình ở đâu thì cháu mở lên để mà xem mà làm kỷ niệm nha. Dạ chứ phải bạn. Vâng, cảm ơn nha. Thì các bạn ơi, thực sự là quay video rất mệt. Nhưng mà thực sự là thì cảnh nó đẹp quá. Đây, cháu ơi này. Dạ. Đây, bác bắt tay này. Đây mình nha. Đây, khóa chạy làm sao này. Anh nha, cháu nha. Rồi, chúc anh nha, đón xem lễ vui vẻ nha. À, đây, mọi người các bạn ơi, thế này, tức là cái buổi sáng hôm nay, thực sự là rất đẹp, rất hoành tráng. Nhưng mà một lần nữa, tức là rất mong các bạn xem các cái video của anh em Trung Hoàng, theo từng phần một nha. À, rồi, và nha, bây giờ anh em Trung Hoàng
và xin nghỉ để về cắt ghép buổi cái video của buổi sáng nha. Còn buổi chiều anh em sẽ cập nhật video khác mọi người các bạn nha. Đây các bạn ơi, đây là cái cảnh rất đẹp ở cái lễ hội đền cuối này. Bây giờ anh em Thông Hoa sẽ vào cái quán ngồi để chụp hát, hơn là để lấy một số hình ảnh để cảnh nhập ở cái lễ hội đền cuối này. Các bạn thấy các bạn trẻ bây giờ đứng vào ở các quán giải khác nha. Các cháu ơi, thế này các bạn làm YouTube chủ yếu là ở chùa quán, nhưng hôm nay vẫn chút thời gian để đi quay một số hình ảnh ở cái lễ hội đền cuối nha ở huyện Diễn Châu. Cháu ơi, này, tức là thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoa, tức là chúc các cháu sang năm mới cầu an sức khỏe, hơn nữa là hôm nay thì dự cái lễ hội đền cuối vui vẻ nha. Thế cho bác hỏi đi, cháu quê ở đâu, ở xã nào? Ở Diễn Hùng à thế quá tuyệt vời, Minh Biển này. Thế quá tuyệt vời rồi. Thế cháu ở Diễn Hùng thôi nha, lần nữa bác chúc các cháu sang năm mới cầu an sức khỏe, hơn nữa là hôm nay là đón lễ đền cuối vui vẻ cháu nha. Vâng. Thôi các bạn ơi, thực sự là Trung Hoàng đã mấy lần muốn nghỉ rồi nhưng mà rất mệt, nhưng mà cái cảnh nó đẹp quá, mong các bạn đón xem tiếp một cảnh nữa rồi là Trung Hoàng với anh em Trung Hoàng xin nghỉ nha. Này các cháu ơi, này thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng này, chúc các cháu sang năm mới cầu an sức khỏe, hơn là hôm nay thì đi dự lễ đền cuối này. Thế cháu quê ở đâu? Dừng lời diễn viên của bác rất nhiều. Đây nha, đây Hoàng Thơ này, rồi là Phan Đức này. Thế cháu tên là gì? Cháu tên gì? Thôi thế là cái hình ảnh của cháu là được cập nhật lên TV, hơn để xuất hiện ở trong kênh YouTube của bác Trung Hoàng rất nhiều nha. Bây giờ thế này, xem cái video của trên cung rất dài, cho nên là cháu xem lần đầu đừng có tới nha. Còn lần thứ hai nè, là cháu tới, cháu biết rồi thì cháu phải đến đó mà xem cái hình ảnh của mình, cái video của mình để làm kinh nghiệm nha. Vâng, các bạn ơi, cái cảnh lễ hội đền cũng rất nhiều. Thông Hoàng là muốn nghỉ buổi sáng hôm nay nhưng mà thấy cái cảnh đẹp quá, cho nên là Thông Hoàng muốn gắn quay thêm tiếp một vài cảnh nữa để mời mọi người các bạn xem nha. Anh ơi, thế này, hôm nay là nhóm YouTube của hội cựu chiến binh của bác Trung Hoàng chủ yếu là quay các cái cảnh đẹp ở chùa Quán, hôm nay là có thời gian để lấy một số hình ảnh người số để lưu ở lên ở trên cái video là lễ đình quân, lễ hội đình quân, nên chúc anh sang năm mới rồi là xem đón xem cái lễ đình quân vui vẻ nha. Thế anh quê ở đâu? Diễn Phú thì quê mình nghe cả rồi, nghe là Diễn Lời này, còn bác Trung Hoàng là quê ở Diễn Vĩnh này. Đây, thôi chúc tất cả mọi người nha, thế là mai một là bác Diễn Phim là anh là xuất hiện ở trên TV nha. Nha, chào anh nha. Đây, các bạn ơi, thôi bây giờ thử là Trung Hoàng rất mệt. Đây, chúc các bạn trẻ nha. Các bạn trẻ ơi, các bác là cánh hồi cựu chiến binh chủ yếu là quay các cái cảnh đẹp ở chùa quá, nhưng hôm nay lấy một vài cái cảnh đẹp ở cái lễ hội đền cuối thì cho bác khỏi cháu cái cháu quê ở đâu? Yên Thanh à? Thế xuống dự lễ hội đền cuối ở Diễn Châu mà thế này quá tuyệt, có đẹp không cháu? Đẹp không ạ? Đẹp vậy. Thôi nha, thế ông chúc cháu nha sang năm mới cầu an sức khỏe nha. Hơn nữa là thế là hình ảnh của cháu lên TV này, rồi lên kênh YouTube của bác Trung Hoàng nha. Thôi bác chào nha, chào tất cả các bạn nha. Thôi chào một lần nữa, chào bạn nha. Bây giờ các bạn ơi, có lẽ bây giờ Trung Hoàng rất mệt, mà hơn nữa là cái trận
trần bóng đấu bóng để chào đón cái lễ hội trên quân, quá tuyệt vời đấy các bạn ạ. Nếu như những bạn nào chưa có điều kiện đến để dự lễ hội trên quân của các năm, tức là từng năm một, năm nay là năm 2024, còn sang năm hàng năm, tức là vào cái ngày 13 tháng 2 nha, mời mọi người và các bạn đón xem các cái lễ hội ở Điện Quân, rất vui, rất thậm chí nha mọi người các bạn. Nhưng mà thực sự là rất mệt, mệt lắm các bạn ơi. Quay video mà dự video cho thật với các bạn là mồ hôi thì mấy nó đổ rồi, đổ ra nhiều rồi. Thôi Thông Hoàng, tức là mong mọi người và các bạn thông cảm cho Thông Hoàng nha. Rồi là buổi chiều anh em Thông Hoàng sẽ quay tiếp các cái cảnh khác của buổi chiều ngày 13 tháng 2 năm 2024 nha. Các bạn ơi, thực sự á là anh em YouTube rất yêu quý mọi người. Nếu như mọi người yêu mến anh em Thông Hoàng thì cho xem video này, cho anh em Thông Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của anh em Thông Hoàng. Mà hơn nữa, nhất là sáng hôm nay là cái lễ hội đền của mọi người các bạn nha. Các bạn ơi, Thông Hoàng đã mấy lần chào tất cả mọi người các bạn nha. Nhưng mà bây giờ anh em ở trung tâm YouTube thấy cái cảnh đẹp quá, cho nên Thông Hoàng muốn vào để quay thêm một số hình ảnh, một cái cảnh đẹp ở lễ hội Điện Quân nha. Bây giờ các anh ơi, các cháu ơi, tất cả các bạn trẻ ơi, ở đây tất cả hôm nay anh em YouTube của Thông Hoàng chủ yếu là quay các cái điểm ở chùa Phổ An, nhưng mà hôm nay cái lễ hội Điện Quân, cho nên là lấy những cái hình ảnh của tất cả mọi người đây, các bạn trẻ đây, để làm cái kỷ niệm, hơn nữa là các anh là được lên sóng TV, hơn nữa lên là kênh của bác Thông Hoàng hội cựu chiến binh nha. Này, chúc tất cả các này, chúc tất cả các anh này, rồi các bạn trẻ này, đi lễ cầu án này, hơn cả đâu là đi lễ Điện Quân này, rồi chúc tất cả các bạn trẻ năm mới mạnh khỏe nha. Ô bé ngoan hoa hời này nha, đó nha, à này, đó nha, à chúc tất cả mọi người các bạn trẻ mạnh khỏe nha. À đây, à đây, các bạn ơi, đây tức là có một bạn trẻ, tức là bạn con thứ 4 thứ 5 của bác cổ Thông Hoàng ấy này. À, cháu quê ở đâu? Cháu quê ở Dân Ngọc. Dân Ngọc. Dân Ngọc thì đây. Tức là Dân Ngọc thì lên kênh của bác rất nhiều để mà làm kinh doanh. Cho ông bắt tay con nha. Đây, cháu mấy tháng tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi. Con qua học lớp 2 tuổi thầy. À nha, thôi cháu nha. Chào chú anh nha. Thế là làm kỷ niệm nha. Này, thôi à thôi. Chúc các anh này, tôi chúc bạn trẻ này. Bạn quê ở đâu? Ở xã nào? Dân Hành à. Ôi thì quá tuyệt vời rồi, Dân Hành vừa rồi. Các bác làm với mà chú bác xuất hiện rất nhiều ở trên TV, trên kênh của các bác rất nhiều nha. Thôi chờ chúc anh chị nha. Các bạn ạ, rất nhiều cảnh rất đẹp, nhưng mà bây giờ Thông Hoàng mệt lắm rồi, cho nên là mong tất cả các bạn thông cảm nha. Đây tức là đây là các đây đây mẹ ơi, cho ông hỏi này. Đây tức là 7 năm rồi cái thầy giá trị thầy. Đây cháu mấy tuổi rồi? Cháu 2 tuổi rồi. Thế bố cháu làm gì? Bố cháu đi nước ngoài rồi. À cái quá tuyệt vời rồi. Đây nghe thấy mặt nhóm YouTube ngày hôm nay là đi lấy một số cảnh đẹp ở lễ hội Điện Quân. Đây quá tuyệt vời. Các bạn ơi, cái này Thông Hoàng bây giờ được thang lâm bài với cháu này. Cháu năm nay là lớp bao nhiêu tuổi đấy cháu? 25 tuổi. À thế là bằng con thứ tư của bác Thông Hoàng nghe nha, rất phấn khởi, là cháu rất vui tính. Đó là vấn đề thứ nhất. Nhất trí rồi. Bác tuyệt vời, ở chung nhóm của bác rất nhiều. Mà ba bốn diện tích độc thân với cháu ạ. Nha. Bác chúc cháu sáng năm mới cầu an sức khỏe nha.
Rồi là hôm nay cái lễ hội tình cuốn vui vẻ nha. Dạ. À, lắm rồi thầy cười cho em đẹp. À, đây, quá tuyệt vời nha. Nha, có cháu nha. Dạ. Chắc chắn hơn. Thôi bây giờ Thông Hoàng sẽ sang quay một cảnh rồi lên để chào tất cả mọi người và các bạn nha. Đây, tất cả. À, các, đây có là các cầu thủ hay. Các cầu thủ, các cháu đây là đội bóng cầu thủ ở xa nhau đấy. À, dân chúng à, dân chúng ngày xưa bác ở công an vũ trang là có một cầu thủ tên là Quý. Cứ nói nhất tình bộ. Dân An cũng vậy nha. Hôm nay thay mặt nhóm YouTube của bác Thông Hoàng hội trường chiến binh nha. Chúc các cháu à. Rồi chiến thắng đấu chưa? Chưa. À chưa. Thế là nếu như lên cái hình ảnh này chắc chắn là các cháu là chiến thắng nha. Rồi nha, bác chào tất cả các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn ơi. Thực sự là bây giờ quay video thì rất thích các cái cảnh rất đẹp. Nhưng mà bây giờ các bạn đã thông cảm rất được thấy Thông Hoàng nha. Nếu các bạn xem video này cảm thấy mến anh em Thông Hoàng thì cho Thông Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Thông Hoàng. Tất cả mọi người và các bạn nha. Các bạn nha. Bài báo của thầy Kim không? Đây, đây, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Bạn trẻ nha. Thôi. Chào những người xem kênh YouTube của Thông Hoàng nha. Thông Hoàng. Tức là lấy cái hình ảnh bây giờ là được cập nhật lên TV hơn là xuất hiện ở trên kênh YouTube của Thông Hoàng nha. Thôi chúc tất cả mọi người nha, tháng năm mới cầu ăn sức khỏe. Hơn nữa vui nhất là cái ngày lễ hội đền cuốn các bạn nha. Nha các bạn ơi. Thôi mọi người ơi, thực sự là Thông Hoàng đã chào tất cả mọi người rất nhiều lần rồi. Nhưng mà các cảnh ảnh đẹp quá đi, rất hiếm có, cho nên là xong video này rất mong các bạn yêu mến Thông Hoàng và kênh của anh em Thông Hoàng. Thì rất mong các bạn nếu xem video cảm thấy hay thì cho anh em Thông Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất của anh em Thông Hoàng hơn nữa của lễ hội đền cuốn mọi người và các bạn nha. Các bạn ơi, đây là hôm nay anh em Thông Hoàng vào ở một cái quán gì khác trên màn hình nhá. Này, bây giờ cho nên này, chúc các cháu tháng năm mới cho ăn sức khỏe nha. Bây giờ các bác đây, cho bác hỏi tí, cháu quê ở đâu? Cháu quê ở đâu? Cháu Quỳnh Lưu ạ. À, Quỳnh Lưu ở Quỳnh gì à? Cháu Quỳnh Lưu ạ. Đây, thầy cháu ở Quỳnh gì? Cháu Quỳnh Bá. À, Quỳnh Bá, đây. Tất cả toàn bộ các bạn đây là quê ở Quỳnh Lưu. Quê ở Quỳnh Lưu, đây là cái kênh của bạn rất nhiều với các bạn chủ yếu làm gì mà chùa quán. Nhưng hôm nay bớt thời gian để đến đây quay được một cái cảnh ở lễ hội đền cuốn nha. Thôi thì chúc các cháu tháng năm mới công an sức khỏe nha. Hơn nữa là cái lễ hội đền cuốn ạ. Chúc các cháu đón xem vui vẻ nha. Thôi bà Thông Hoàng chào nha. Chào tất cả các cháu nha. Đây, mọi người các bạn ơi. Thực sự là cái buổi sáng hôm nay thì quá tuyệt vời. Đây, cho nên các cái cảnh, các cái bạn trẻ rất tuyệt vời này. Đấy nha, mong nha mọi người và các bạn xem tiếp các cái cảnh khác. Nhưng mà thực sự là bây giờ cũng chưa rồi. Mà hơn là Thông Hoàng thì quay video rất mệt. Cho nên một lần nữa Thông Hoàng chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Hơn nữa, anh em YouTube của Thông Hoàng rất yêu mến mọi người. Nếu mọi người và các bạn xem video này cảm thấy hay, hữu ích thì cho anh em Thông Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Thông Hoàng mọi người và các bạn nha.